Hôm nay 10 tháng 6 năm 2024, thời tiết Bà Rịa Vũng Tàu khá mát mẻ, không quá oi bức. Một số nơi mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Nhiệt độ giảm nhẹ, dao động từ 31 đến 33 độ, có nơi 34 độ. Dự báo thời tiết cụ thể các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai như sau. Khu vực phía bắc của tỉnh, đêm nay có mưa rào nhẹ rải rác, ngày mai trời nắng gián đoạn, trưa chiều có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông. Trong cơn dông, đề phòng gió giật mạnh và sét, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu đêm nay có mưa rào và dông rải rác, ngày mai trời giảm mây, nắng gián đoạn, trưa chiều mai có mưa rào nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, cao nhất 31 đến 33 độ, gió tây nam cấp 2 cấp 3, độ ẩm 75 đến 80%. Huyện Côn Đảo đêm nay có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ, ngày có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, gió tây nam cấp 3 cấp 4, độ ẩm 75 đến 80%. Hải văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây tây nam cấp 4 cấp 5. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày mai 11 tháng 6 năm 2024, mực nước cao nhất 353 cm vào lúc 5 giờ 30 phút và mức thấp nhất 83 cm lúc 22 giờ 15 phút. Chất lượng không khí toàn tỉnh hôm nay ghi nhận đều ở mức tốt. Với ba khu vực đặc thù của tỉnh, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu, chỉ số chất lượng không khí AQI đo được tại các trạm quan trắc tự động từ 6 giờ sáng đến 18 giờ, dao động từ 25 đến 37, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.